ơi, anh về rồi đây. Trời ơi, tối ngày nhậu nhẹt say xỉn à? Sao ông không có lo làm ăn gì trơn vậy? Mấy nhưng bạn ơi, ngủ hoài. Cái ngủ là ông nhậu liền hả? Công chuyện ở nhà tôi kêu ông làm sao ông không làm đi? Chuyện này hả? Ông chết ông với tôi nè. Nữa hả? Trời ơi, thèm quá. Trời ơi, tỉnh rồi chị ơi. Dĩnh lại em ơi, đừng có cho nó thoát.